Mình chào quý anh chị và chú quay trở lại kênh Vết Phú. Nay em đi đến cửa hàng đồ cũ mua một vài cái vật tennis cho anh khách đã đặt. Thì Nhật này thì các cái đồ chơi thể thao của họ chính là tennis với golf. Golf với lại bóng chày. Bóng chày là môn thể thao thông dụng nhất như của ta, bóng đá. Còn kiểu bóng tennis với bóng golf thì nó giống như kiểu chuyền bàn đá, nó thông dụng cầm vậy. Còn ở bên này cũng bàn không chuyền thì họ cũng chơi nhưng mà ít. Đi ở cũ thì hơi bóng chuyền theo nhưng không thấy. Còn bóng bàn thì cũng có mà ít lắm quý vị. Đây thì mấy cái túi vợt tennis và cái vợt tennis cũ. Đây em mới quay quý vị cùng tham khảo một chút. Đây có mấy cái vợt cũ, vợt này rất là nhẹ của hãng Sri Sun, đây là Fencer, đây này có gì đấy nữa, Forze, mấy cái này thì nó rất là rẻ thôi, cũ rất là rẻ, dành cho mấy cái người beginning, đập lòng quen dần, do nét này. Thì mua mấy cái vật rẻ này cũng được, cũng cũng không không phải là đến mức tệ lắm. Nhưng vật đai hoa này thì không dây thì nó cũng đắt ngang với mấy cái vật có dây của mấy cái hãng khác cũ này. Đầu tiên là Srison này xem giá 3.300, trên 600.000. Loại này thì nó nhẹ thôi, nhưng mà cái hơi cồng kềnh chút nên là đóng lúc mà gợi gộp mà lúc nhiều thì được, nhưng gợi lẻ thì nó cũng không rẻ vì cái cước ở bên này nó đắt, định theo kích thước ấy, hay là nó cũng đắt. Các loại cước thì nó rất là ok, không vấn đề gì. Đa số mà cái này thì mới in China thôi. 3.300 thì nó cũng cho đi sơn và là rẻ rồi. Thế này gì nữa, Rossi Rossino, cái này là của Asai này, 555 LBS, cái độ cứng này thì 20-30 LBS. Đấy, túi vợt đây thì gọi gì đấy ạ, Kawasaki Japan này. Cái này lại đấy 300.000 chưa thuế Kawasaki. Có chữ Kawasaki vị này thì vợt Pride 350.000 cả thuế không có dây hiệu vợt. Hôm này thì Design USA Chicago nhưng mà lắp ráp thì sản xuất thì ở đâu đây không có ghi. Vợt này là của Winson này, Winson này cũng hạng chất lượng rồi, đắt hơn có tem chống trộm, khoảng tầm gần hơn 2,5 triệu, gần 3 triệu. Sonet này thì Dunlop, cái này đấy đấy, 300.000 chưa thuế, Made in Taiwan, ok, có cả dây luôn quý vị. Đấy. Được, thông số của nó thì nó có ghi là không thấy ghi bao nhiêu LPS ở đây, góc nào nhỉ? Đấy, nói chung mà cái dòng cũ này dao động là 5-700.000, và cái dòng đắt Jonet này thì đắt hơn, Chicago này đắt hơn chút. Con này nó có ghi đây là 50-60 LB. Đấy. Kích thước và cái thông số thì có ở đây. Em không sành về cái nít nên là em không biết cái này là cái gì, chỉ biết cái LBS đấy thì em đọc quý vị tham khảo thôi. Winson này thì bên China, Design in the USA. Con này có 50-55 LBS, xa 26, đây có bông hoa cả gì đấy rồi 2.000, 400, hơn 400.000 không có túi. Sensor này thì cũng made in China, 27,5 inch, đấy. Xong này thì có con Kaiser này là của Ấn Độ, Kaiser này thì có 200.000 đó. Kaiser, hay thông tin là rất ở đâu.
Em này ít thông tin hơn, chắc là làm bên channel đấy. Loại này thì không không thể là mấy hãng như kia được. Đấy là của Rafte. Con này thì 50-60 lbs. Pricey. Tem trước là hoàn đẹp hết. Đấy. Đấy. Giá nó thì cũng 400 nghìn. Price. Loại này sang bên channel. Không có ghi ở đây quý vị. Con này cũng là Fry, không có dây này. Con này có bọc của Zonet thôi. Hãng vật Fry Daiwa. Này giá hơn 3.300, tổng là 600-700 nghìn. Bên này thì mấy con đắt hơn chút, 700 nghìn, 650-700 nghìn. Và có cả túi à. Của hãng gì đây? Forze Sport Depot Made in China. Đây này con Winsor nữa thì đắt, Winsor này tầm hơn 1 triệu. Có chip trong trộm. Mấy nào đắt thì người ta sẽ gắn chip trong trộm đây. Còn trong này thì Power Plus này thì có 100 nghìn nữa. Bọc con dĩnh thế là tờ lừa chứ này. Cái Winsor này thông số nó là sao? Không thấy ghi ở đây này. Cái này thì nó ghi là 53-63 lbs, 24-28 kg, 26-19 và 665 cm² diện tích. Đấy, Winsor có logo. Đấy. Còn trong trong này thì 100 nghìn thôi, chắc không quay về con xấu quá. Cái này là mấy cái hộp túi đựng bóng rồi túi đựng vật, giá động từ 400-500 nghìn, 600 nghìn, 700 nghìn. Con này đắt hơn chút thì hơn 1 triệu Winsor này. Đấy. À, con này cũng của Winsor à. Zonet. Không thấy giá đâu. Đấy, con này cũng đắt. Zonet này cũng 700 nghìn. Đấy, thì mấy con Winsor với Zonet thì nó đắt. Mizuno này cũng Nhật này. Mizuno của Nhật thì cũng giá 500 nghìn. À, Winsor đỏ bên này thì giá bên dưới à, còn đắt nhất, đắt nhất trên 800 nghìn. Đây thì đây là phần vợt tennis, sang bên kia là gậy gốp nhiều lắm quý vị. Sang quay vị coi gậy gốp này. Đây là khu vạn gậy gốp và cái túi đựng gậy à, rất nhiều luôn. Là cái loại gậy bản thân bó luôn, có luôn cái kia sắt này ăn được cắt. Mấy cái này thì nó rẻ, bản thân bó một bó vậy là chỉ có khoảng tầm 700-700 nghìn, bó 5 cái của Fitway. Nhưng mà cái này thì nó nặng sắt không, cái kia là cần câu đấy, rồi mũ bảo hiểm là xe đạp này. Đấy. Em tiện quay luôn bảo hiểm thuyền trượt ván trượt bảo hiểm đắt thế, cái này gần 900 nghìn triệu bạc, còn cái này có 100 nghìn. Nào mua cho trẻ con xe đạp thì mua mũ này, bên này đi trẻ con đi bắt đội mũ này quý vị, nó tiện mũ với được đi xe đạp. Đấy. Túi đựng gậy golf, quần áo đánh golf. Cái này thì mấy cái gậy sắt trên này đắt hơn, bán theo cái 1 triệu cái trở lên đấy, đắt phết. Có cái đầu này cán bằng gì đây, nhựa đặc à? Thì rẻ hơn chút, bằng sắt hết nhỉ, sắt hết cái này là 500 nghìn. Còn bên này thì mấy cái gậy bánh này thì gọi gì đây, Salomet, Salomet, Salomet hết, Salomet, Burner Plus. À, tới lúc mới hết quý vị, giá tầm 600-700 nghìn.
trên một cái trở lên. Đấy. Nhiều. Bên này thì đắt hơn nữa, bên này nó đẹp hơn. Của gì đây? Zonet các thứ này. À. Sri Sơn các thứ. Banner. Big Bertha. Taylor Made. Giá thì cũng tầm 5-700 nghìn triệu trở lên gì đó, nhiều loại. Đây là mấy túi đựng. Mấy đồ này thì ở cái này nó nhẹ, nó dài, hộp thì nó cũng cồng kềnh, gửi thì cũng ok hết, nhưng mà chi phí gửi bên này nó cao hơn, bên này người ta định diện tích rồi, thể tích rồi, cả khối lượng. Đấy, bên này thì bán cả bó, cả gậy. Vậy thì vẫn bán theo cái, bỏ túi vào đây để đựng cho nó đẹp. Vậy oánh. Đây thì em quay sơ qua quý vị tham khảo một vài thứ và cái giá cả tầm nào. Đấy, nếu quý vị có nhu cầu thì em sẽ mua cho quý vị. Thì em xin chấm dứt video hôm nay tại đây. Em xin chào và hẹn gặp lại video lần sau.